Hương Giang có thể bị phạt 30 triệu nộp lại số lợi bất hợp pháp, dự thảo bị tước luôn danh hiệu. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành xác minh xử lý cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 vì tổ chức trái phép. Trong khi đó, luật sư nhận định phía Hương Giang có thể sẽ bị xử phạt đến 30 triệu đồng. Cụ thể chia sẻ trên Zing, luật sư Nguyễn Tiến Hải Dương, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định tại điểm C khoảng 1 điều 16, nghị định 144 năm 2020, một trong các điều kiện để được phép tổ chức cuộc thi người đẹp hay người mẫu là phải có văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp người mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận sẽ bị xử phạt từ 25 đến 30 triệu đồng theo khoản 5 điều 12 nghị định số 38 năm 2021. Ngoài ra theo điểm D khoản 9 điều 12 nghị định 38 năm 2021, cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc tổ chức cuộc thi. Theo luật sư, cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 của Hương Giang chưa được chấp thuận tổ chức, vì thế người đăng quang sẽ không được công nhận danh hiệu. Tổ chức cá nhân muốn tổ chức cuộc thi người đẹp phải có đăng ký kinh doanh theo đúng quy định, đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng chống cháy nổ, phải nộp hồ sơ xin văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khi có văn bản chấp thuận thì mới được tổ chức cuộc thi và phải tổ chức theo đúng nội dung đã được chấp thuận, luật sư cho biết. Luật sư Nguyễn Tiến Hải Dương thông tin thêm, theo quy định tại điều 20 nghị định 144 năm 2020, cá nhân Việt Nam đi nước ngoài dự thi sắc đẹp, tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế có nghĩa vụ xin cấp văn bản xác nhận tại cơ quan chuyên môn về văn hóa của tỉnh nơi người đó cư trú. Trong trường hợp này, thí sinh dự thảo Miss International Queen Việt Nam 2023 muốn đi thi đấu trường sắc đẹp quốc tế phải xin xác nhận tại cơ quan chuyên môn về văn hóa của tỉnh nơi cô cư trú. Sáng 9 tháng 4, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 chưa được chấp thuận tổ chức. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chung kết Miss International Queen Việt Nam Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 diễn ra vào tối 8 tháng 4. Người đẹp Diệu Thảo thuộc team huấn luyện viên Mai Ngô chiến thắng, giành vương miện và xuất thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023 ở Thái Lan. Hai người đẹp Tường Sang và An Nhi lần lượt xếp vị trí Á hậu 1, Á hậu 2. Miss International Queen Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế do công ty của Hương Giang sản xuất từ cuối năm 2022. Thí sinh chiến thắng tham gia Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen 2023 ở Thái Lan. Kể từ sau khi lên sóng, chương trình vướng nhiều lùm xùm trong quá trình tổ chức. Drama thí sinh đăng tiên từng nói xấu Hương Giang vào 6 năm trước được đào lại khi chương trình phát sóng. Dù người đẹp chuyển giới đã xin lỗi, phía Hương Giang cũng lên tiếng bảo vệ cô, sự việc này vẫn khiến nhiều người chú ý. Ồn ào nhất tại chương trình, thí sinh Huỳnh My có màn cãi tay đôi với huấn luyện viên Quỳnh Châu làm người xem sửng sốt. Việc Huỳnh My hỏi Quỳnh Châu đi thi quốc tế chưa và thái độ cô thể hiện trên sóng khiến nhiều người phẫn nộ. Đoạn clip này cũng trở nên viral, được cộng đồng mạng biến tấu với nhiều phiên bản. Ngoài drama về thái độ và đời tư thí sinh, chính ban tổ chức chương trình cũng vấp phải lùm xùm ngay ngày họp báo công bố phương miện và top 20 chung cuộc. Trước giờ diễn ra sự kiện chiều 23 tháng 2, ekip Hương Giang buộc phải hủy bỏ chương trình vì chưa đủ giấy phép. Có thể thấy dù có nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức, ekip Hoa hậu chuyển giới Việt Nam vẫn bị đánh giá kém, thiếu chuyên nghiệp. Liên hệ ekip của Hương Giang về những lùm xùm vừa qua, đại diện truyền thông cho biết họ sẽ phản hồi sau.